tại mình đang học sinh năm 2, trường giáo dục quốc tế Canaan. Canaan là một ngôi trường lâu đời, có uy tín và có tỷ lệ đỗ đại học rất là cao. Với những lý do như thế thì mình đã chọn Canaan. Ấn tượng đầu tiên của mình là khuôn viên trường và phòng học rất là rộng rãi và thoáng mát. Trong giờ học thì thầy cô luôn luôn giúp đỡ học sinh rất là nhiệt tình. Cùng với sự giúp đỡ của thầy cô cũng như là sự nỗ lực của bản thân thì mình đã giành được bổng JASO trong kỳ tới. Sau khi kết thúc trường tiếng thì mình có dự định thi vào hai trường đại học, đó là trường Thương mại Chiba và trường Kinh tế Lưu thông. Sau khi kết thúc quá trình học tập thì mình sẽ làm việc và định cư lâu dài tại Nhật Bản. Qua sự giới thiệu của trung tâm và sự tìm hiểu của em thì em đã chọn trường Canaan vì trường đã tạo điều kiện rất tốt cho du học sinh. Trường Canaan tổ chức rất là nhiều hoạt động ngoại khóa cho du học sinh để biết về văn hóa của Nhật Bản. Trong lớp thì tập bạn bè hoạt động tốt bụng, hội thầy cô, đặc biệt là thầy hiệu trưởng đẹp trai và rất là giảm và rất là hay. Sau khi tốt nghiệp thì em sẽ muốn học đại học và làm việc ở Nhật Bản lâu dài. Xin chào, mình tên là Nguyên, mình đến từ Đà Nẵng. Hiện tại mình là học sinh năm 2 của Học viện Giáo dục Quốc tế Canaan. Lý do mình chọn ngôi trường này là đây là một trong những ngôi trường có chất lượng đào tạo tốt nhất được ASEAN tiến cử. Ấn tượng đầu tiên của mình là thầy cô giáo rất là thân thiện. Ở trong lớp thì ngoài các bạn Việt Nam ra còn có các bạn học sinh quốc tế khác, nên là mọi người đều cố gắng nói chuyện bằng tiếng Nhật. Nên dần dần thì tiếng Nhật của mình được ngày càng được nâng cao hơn. Sau khi tốt nghiệp thì mình dự định thi tuyển vào trường đại học Sydney, và sau khi tốt nghiệp trường đại học thì mình sẽ cố gắng trở thành một lập trình viên IT. Xin chào mọi người, em tên là Khánh Linh, em tới từ thành phố Hồ Chí Minh. Em biết tới trường mình qua một người bạn đã tốt nghiệp tại trường và anh trai của bạn cũng là học viên tại trường, nên là em rất an tâm khi được mọi người giới thiệu vào trường mình. Hiện tại thì em đang là học sinh năm 2 của trường. Và ấn tượng đầu tiên của em á, là giáo viên luôn đặt rất nhiều tâm huyết vào bài giảng. Các bạn thì lúc nào cũng giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau, mặc dù là tới từ những đất nước khác nhau. Em ngày nào đi học cũng cảm thấy vui vẻ hết. Và ngoài ra thì xung quanh trường còn có bệnh viện, siêu thị, cho nên là mọi thứ rất là tiện lợi. Sau khi tốt nghiệp thì em muốn học lên cao học và em đang cố gắng học tiếng Nhật mỗi ngày. Trong tương lai thì em hy vọng là em sẽ được ở lại Nhật và làm công việc liên quan tới ngành khách sạn. Để sự giới thiệu của trung tâm Atlantis, đây là một môi trường rất là tốt, thầy cô giáo rất là nhiệt tình nên em đã chọn trường này. Xung quanh trường học là nơi rất là yên tĩnh, thoáng đãng, không gian trường học rất sạch và đẹp, dễ tập trung để học tập. Thầy cô nhiệt tình trả lời tất cả các thắc mắc của học sinh. Sau khi học trường này, em thấy đây là một trường rất là tốt nên đã giới thiệu em gái của mình trường này. Các bạn có ý định du học thì hãy chọn trường có lịch sử lâu dài và tỷ lệ tốt visa cao như trường Canaan nhé. Lý do em chọn vào trường là vì thứ nhất, trung tâm du học ở Việt Nam đã giới thiệu em vào trường này. Thứ hai là do em tìm hiểu ở trên mạng Internet và thấy trường này có rất nhiều hoạt động ngoại khóa và em đã có hứng thú từ đó. Thứ ba là em đã hỏi các anh chị xem bay đi trước đang học và tốt nghiệp ở trường Canada và có rất nhiều phản ứng tích cực từ các anh chị, cho nên em đã quyết định vào trường này. Ở trường có đội ngũ giáo viên rất giỏi và nhiệt tình, đặc biệt là thầy Ota và thầy Masta. Nhờ thầy cô mà em đã đỗ vào trường đại học mà em mong muốn. Đến tận bây giờ và sau này đi chăng nữa thì em không bao giờ quên thầy cô và trường Canaan.
Lý do em chọn ở trường này vì khi phỏng vấn, thầy hiệu trưởng rất là dễ mến. Mặc dù tiếng Nhật của em không tốt, thầy vẫn luôn lắng nghe. Đặc biệt thầy rất là đẹp trai. Điểm mạnh của trường đầu tiên, cái thứ nhất là xung quanh trường rất là yên tĩnh để có thể tập trung vào học. Thứ hai là thầy cô rất nhiệt tình, luôn luôn tìm phương pháp dạy học tốt nhất cho học sinh. Thứ ba là trường rất có rất nhiều hoạt động ngoại khóa như là đá bóng, chơi bowling, barbecue, rồi đi rất nhiều nơi trải nghiệm về văn hóa Nhật Bản. Nếu như các bạn có ý định đi du học thì trước tiên phải học thật nhiều tiếng Nhật từ ở nhà và sau đó tìm cho mình một ngôi trường có uy tín, lịch sử lâu dài và tỷ lệ đỗ visa cao như trường Kanan.